Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 4 tháng 5 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, quá trình hội tụ tiếp tục gây mưa rào và dông tại khu vực vùng núi phía Bắc trong đêm qua cho đến sáng nay. Trong khi đó, các tỉnh thành thuộc ven biển Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ thì mưa không nhiều. Trưa chiều mai mưa giảm, ngày còn nắng gián đoạn, nền nhiệt tăng lên khoảng từ 29 cho đến 31 độ ở phía Đông và 29 cho đến 32 độ ở phía Tây. Thưa bà con, thời gian qua do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp nên bệnh đạo ôn đã phát sinh và gây hại nhiều trên cây lúa ở Bắc Giang. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bắc Giang, bệnh xuất hiện và gây hại với tỷ lệ trung bình từ 1 cho đến 3%, cao 6 đến 8%, cục bộ là từ 20 đến 30%, tập trung tại một số huyện như là Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có gần 700 hectare lúa nhiễm bệnh đạo ôn. Dự báo trong thời gian tới, bệnh đạo ôn còn tiếp tục phát sinh trên diện rộng, do đó người dân cần chủ động thường xuyên thăm đồng, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh để phòng trừ kịp thời. Bên cạnh đó, bà con cần bón phân cân đối, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng là đúng thời điểm, đúng liều lượng, đúng thuốc và đúng cách để đạt hiệu quả cao. Xuống đến miền Trung, tại các tỉnh thành phía Bắc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Trưa chiều có nắng yếu, cùng nền nhiệt độ trong khoảng từ 12 giờ trưa cho đến 16 giờ chiều là từ 28 cho đến 31 độ. Trong khi đó, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây cũng nhiều trong buổi đêm và sáng, rải rác có mưa tại các tỉnh thành như là Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, nên nhiệt độ tại đây sẽ không tăng cao. Cao nhất ngày dao động từ 29 cho đến 32 độ. Ở phía Nam, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Mưa tập trung trong thời gian và chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt tại các tỉnh thành phía Nam xu hướng giảm nhẹ, cao nhất chỉ phổ biến từ 32 cho đến là 34 độ. Tại Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên dao động từ 30 đến 32 độ vào buổi trưa chiều. Thưa bà con, hiện nay tại Nam Bộ những cơn mưa đầu mùa xuất hiện đột ngột làm cho các yếu tố môi trường thay đổi. Đồng thời hệ sinh thái môi trường ao nuôi bị phá vỡ, sức đề kháng, hệ miễn dịch trong cơ thể tôm nuôi bị giảm, tạo điều kiện cho một số loài vi khuẩn, virus gây bệnh trên tôm nuôi phát triển. Để ổn định môi trường ao nuôi và nâng cao sức đề kháng cho tôm nuôi, các ngành chức năng khuyến cáo bà con nuôi tôm cần áp dụng các biện pháp sau đây để ổn định môi trường ao nuôi và nâng cao sức đề kháng cho tôm nuôi. Bà con cần dự trữ các vật tư cần thiết như là vôi, khoáng, vitamin C, phế phẩm sinh học để có biện pháp xử lý môi trường kịp thời và có hiệu quả. Nên chủ động khi trời chuyển mưa thì cần bón vôi khắp bờ ao, kiểm tra các yếu tố môi trường, nếu có thay đổi thì cần điều chỉnh cho hợp lý. Khi trời đang mưa, nên tạt vôi CaCO3 xuống ao nuôi với liều lượng là từ 10 đến 15 kg trên 1.000 mét khối để duy trì độ kiềm và ổn định pH. Tăng cường hệ thống quạt nước để tránh hiện tượng phân tầng nhiệt độ, bổ sung vitamin C vào môi trường nước và trộn vào thức ăn để nâng cao sức đề kháng cho tôm. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 85 cho đến 90%. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung ở khu vực vùng núi. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác ở phía bắc khu vực trong sáng ngày mai. Sau thì có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ, cao nhất là từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, tập trung ở phía Nam. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, phía Nam có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 32 cho đến 34 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.